Rồi ok, xin chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn Revit của anh Cát Tích mới đây. Rồi trong video hôm nay thì tôi sẽ tiếp tiếp á, giới thiệu cho các bạn một cái family á, chế tạo cho một cái family mới. Đó là cylinder ha, cylinder. Rồi. Rồi tôi sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ chế tạo cái gì? Flexible house, ống mềm á, ống mềm cao áp. Đấy, ống mềm cao áp để mình gắn vào cái family của chúng ta. Đó. Rồi thì chế tạo ống mềm cao áp thì các bạn cũng tạo từ một cái template đúng không? Tạo một template family đúng không? Mình sẽ lấy cái genres Matrix Genres Model ha. Open. Đó. Rồi chúng ta sẽ tạo dựa trên cái template này. Đó, qua một bed này ha, một đây, đó. Đây mình sẽ có cái chiều dài của nó 310 ha, 310 cao là 280 đúng không? 310 280. Đây đúng không? Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu là đi tiếp ha, đi tiếp mình sẽ là vẽ cho nó cái gì. Đầu tiên mình sẽ tạo cho nó những cái đó, những cái nối ha, đầu nối đó, có một khoảng cách. Rồi lên mặt bằng á, tiếp là mình sẽ vẽ cho nó cái nối ren ngoài đúng không, ren ngoài chút sân này đây. Cho nó sẽ tầm 50 đi ha, 50 đi đó. Thank you.
Rồi, bên này mình sẽ vẽ thêm cho nó gì? Vẽ thêm cho nó một cùng lá, một cái đầu nối ở bên này ha, cái đầu nối ở bên này. Đó, nó sẽ có cái đầu nối. 30 là ngay vị trí tâm nhé, vị trí tâm. Mình sẽ dịch dịch qua bên này chút xíu ha, dịch qua bên này tầm 40, 40. Rồi. Bên này đúng không? Mình sẽ qua nó mặt lép đây ha, mặt lép đây. Đây. Congrats. It's just. Làm 30 gì đó. 30 nha. Rồi giờ chúng ta sẽ là vẽ tiếp ha. À, từ đây mình sẽ có một cái đây là mình cùng cho nó không bao nhiêu nhỉ, không 20 đúng không, 20 để thằng này lên tầm là 3 đi đó, 3 đi. Đây qua đây đúng không? Đây qua đây. Đó, mình sẽ có một cái đường gì? Các bạn sẽ vẽ tôi một cái cung ha, cung. Mình sẽ dùng lệnh đó, sweep nhá, sweep. Rồi sketch path này. Đó, vẽ cho nó một cái cung. Được chưa? Đấy. Đó. Bao nhiêu nhỉ? 20 đúng không? 20. Đó.
hơi bị lệch đúng không? Thằng này mình sẽ có thể là chỉnh lại đi ha, chỉnh lại đi. Vậy là sẽ có một cái đường đi xuống đây, được chưa? Rồi. Đó. Edit profile đúng không? Reference. Chúng nó vẫn chưa có ổn lắm ha, chưa có đẹp lắm. Thằng này nó vẫn đang bị lỗi đoạn này nè ha, đoạn này này. Trên này thì sẽ có cái gì? Trên này nó sẽ có thêm một cái miếng là cái gì? Cái đầu là hàn vào á, adapter hàn vào. Đó, để nó chưa vào để nó hàn. Thì các bạn sẽ tạo thêm cho nó một cái đầu welder adapter này nè. Đấy, welder adapter. Thì về mặt bed này, được chưa? Về mặt bed. Mặt bed. Thì ở đấy thì mình sẽ vẽ luôn nó xuống luôn. Sẽ là đế tầm đế 40 ha, đế 40. Đây 40 về mặt này đi ha. Grid này. Đấy. 20 đúng không? Đó. Đây đây, 27 ha. Đây sẽ để nó lên tầm là 30, 40 đi. Đây 40. Sau này nó hàn vào. Đó. Cho này hát đi ha, cho nó một cái hát đi. Parameter. Xíu để nó có thay đổi chiều dài thì mình điều chỉnh được. Đó. Rồi, ok, đó xe lái đặt cho nó gì tên hả? Flexible house đúng không? Flexible house.
Xem lại. Rồi, và lót vào dự án. Đây, lót vào ha. Đó. Rồi, bạn ở lại nó vào ha. Ở lại nó vào. Rồi, lại nó vào ha. Alo. Bet. Hơi nhỏ xíu ha, hơi nhỏ xíu. Nó để lớn hơn chút xíu nào. Vậy thôi ha. Rồi, ok, thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách chế tạo ha. Chế tạo như là add cái thằng là thằng này vào. Đấy, thằng flexible house này ha, thằng đôi mềm này. Rồi ở những video tiếp theo chúng tôi sẽ là hướng dẫn tiếp ha, để hoàn thiện lại cái hệ thống FM200, cái cylinder này để mình đưa vào dự án test thử ha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.